Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Thế Giới Ma Vật. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái bộ sản phẩm sử dụng với công nghệ quét là RFID của Zebra, có model là FX7500 và AN480 là anten đi kèm. Thì hôm nay mình sẽ trên tay các bạn cùng xem cái thiết bị này như thế nào. Thì đầu tiên đây là cái đầu đọc reader FX7500 của Zebra các bạn ha. Đây có cái logo Zebra biểu tượng hình con ngựa văn. Ở sau này là cái cổng kết nối của cái thiết bị đọc này. Là gồm cái cổng nguồn đi vào nè, cổng LAN Ethernet, cổng USB là USB hot ha, và một cổng USB là một cắm một dây, cổng GPIO, và đây là có hai bọc kết nối với lại anten. Đây thì mình đang cầm cái model này là hai bọc, và tối đa của cái thiết bị FX7500 này là hỗ trợ là 4 bọc, là nó sẽ có thêm hai bọc bên này nữa. Các bạn có thể kết nối cùng với 4 anten. Ở đây là mình chỉ có thể kết nối với hai anten ở đây. Thì thiết bị đầu đọc FX7500 này thì được sản xuất tại Mexico. Ở dưới này có một cái anten của nhà sản xuất. Các bạn có thể là tham khảo cái thông số về sản xuất này, hàng tháng sản xuất. Ở đây là cái thiết bị được sản xuất tại Mexico và thời hạn sản xuất ở đây là ngày 10/6/2020. Các bạn nhớ coi và biết mô đồ chính xác của nó ở đây. Về cái khả năng đọc của cái thiết đầu đọc FX7500 này là nó có thể đọc tới 1200 tab trên một cái dây. Dây nha các bạn ha. Số lượng đọc 1200 tab trên một dây. Hỗ trợ các cái văn tầm như là 865 tới 868 với chuẩn châu Âu, chuẩn của Mỹ là 902 tới 928 với chuẩn của Mỹ á. Thì mọi người có thể là tham khảo về cái thiết bị này, có thể ứng dụng ở trong các kho, cái kho bãi cũng như là trong một số cái kho mà mình chuyển hàng á, mình cái số lượng hàng mình mà chuyển lớn và liên tục á, mình có thể là sử dụng cái thiết bị FX7500 này. Và tiếp theo đó là cái anten tên của Zebra luôn. Đây cũng có biểu tượng của Zebra hình ngựa vàng ở đây. Và sau là sẽ có bốn cái vít như vậy của mình bắt lên những cái cửa hoặc là một số cái cổng ra vào sẽ bắt cố định. Có những cái vít đây, đây là chân cao su mình mở ra và mình sẽ bắt vào trực tiếp vào đó. Có thể là thiết kế những cái giá đỡ nó hướng xuống như vậy, hướng lên, hướng trên xuống như vậy. Đó là nó sẽ rất là phù hợp với lại cái cửa kho, mình có thể lắp vòng xung quanh hết. Có thể là 4 anten mình có thể kết hợp với lại thêm những cái vòng ở đây thì mình có thể là sắp vòng hết cái cửa kho của mình. Đó, đó là sẽ có những cái đài ốc đây bắt rất là chắc chắn. Sau này có anten của nhà xuất luôn và đầy đủ về cái xuất xứ. Xuất xứ của anten AN480 này thì xuất xứ ở là China, ở Trung Quốc ha, chứ không phải xuất xứ ở Mexico. Và đây nó có dây kết nối, dây này thì khá là ngắn nên mình chỉ có thể sử dụng một test tại chỗ thôi. Còn đối với các bạn mà muốn sử dụng với một cái kho có cái diện tích nó rộng, cái cửa kho nó dài, mình sử dụng thêm, mình mua thêm cái cáp nối dài như vậy này, cáp nối dài vậy thì cái đầu này nó sẽ cắm vào đây, trực tiếp vào cái reader. Cái đầu này sẽ mở cái nó ra, mình sẽ nối vào, nó sẽ giúp mình nối dài và để phủ hết cái cửa kho của mình luôn. Chắn cái dây là chắc chắn mà. Và cái anten này có thể đặt cái băng tần là từ 865 cho tới 956, cái băng tần cũng khá là rộng, nó hỗ trợ cho cả chỗ châu Âu và cả Mỹ luôn, nên là nó khá phù hợp cho các quốc gia sử dụng. Và tiếp theo là cái IP của nó là IP54, đây là cái IP chuẩn tương đối, có thể sử dụng một số môi trường kho bãi nhiều lần để chịu cái sự ảnh hưởng của tiếng ồn sự quan đập cao. Cái anten này phù hợp với nhiều cái điều kiện mà mình hoạt động. Thì về khả năng phát triển về phần mềm thì hiện tại Zebra đang hỗ trợ là cái SDK phát triển ở trên Windows, Linux. Đối với cái thiết bị đầu đọc các bạn được như vậy thì chị sử dụng phần mềm thì có thể là kết nối vào cái thiết bị đầu đọc này một cách hoàn toàn dễ dàng, không có cái cổng GPIO và cái cổng LAN như vậy nha. Thì cái tài liệu hướng dẫn thì đều có cung cấp kèm theo sản phẩm hết, nên chị khi mua sản phẩm thì giờ sẽ được cung cấp tài liệu hướng dẫn đầy đủ về sử dụng, cách kết nối cũng như là cách phát triển phần mềm như thế nào để mà mình nhận tín hiệu cũng như là phát triển phần mềm của mình cho nó phù hợp. Thì mọi thông tin thêm về cái sản phẩm FX7500 và các antenna N480 thì chị có thể liên hệ với công ty Thế Giới Ma Vật để mà được hỗ trợ thêm. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.